Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Huấn luyện viên Chuze khiến U22 Việt Nam trở nên rất khó đoán. Quyết định của huấn luyện viên Philippe Chuze về việc thay người liên tục, xáo trộn đội hình và lối chơi trong hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng SEA Games 32 khiến U22 Việt Nam trở nên rất khó lường. Bộ mặt của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 đang rất khác so với những giải đấu trước. Nếu như tại SEA Games 30 và 31, đội U22 do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đã định hình phong cách thi đấu phòng ngự chắc chắn và chuyển đổi trạng thái chấp nhoáng, thì tập thể hiện tại do ông Philippe Chuze huấn luyện vẫn đang ở giai đoạn định hình. Dù đã thắng hai trận đấu trước U22 Lào và U22 Singapore, nhưng thực tế rất khó hình dung U22 Việt Nam của huấn luyện viên Chuze đang chơi theo phong cách nào. Nhà cầm quân người Pháp hướng tới lối chơi mang tính kiểm soát, sử dụng những đường chuyền thường ở cự ly ngắn và trung bình để luôn chuyển bóng tuần tự, uyển chuyển buộc đối thủ lộ ra khoảng trống để tấn công vào. Tuy nhiên, ở trận đấu gặp U22 Singapore, U22 Việt Nam dùng nhiều đường chuyền dài từ hàng thủ để khai thác khoảng trống. Huấn luyện viên Philippe Áp khẳng định ông nắm rõ U22 Việt Nam đá theo cách này nên đã lùi hàng thủ của U22 Singapore xuống để ngăn chặn. Ở trận đấu gặp U22 Lào, những đường chuyền ngắn của U22 Việt Nam cũng rời rạc, thiếu tính chính xác. Huấn luyện viên Chuze muốn học trò kiểm soát bóng tốt hơn để áp đặt thế trận, nhưng do U22 Việt Nam còn non kinh nghiệm, chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau để gắn kết nên chưa thể đáp ứng được yêu cầu. Nhà cầm quân người Pháp cũng nhìn ra vấn đề khi chia sẻ học trò cần thời gian để thi đấu với tâm thế không sợ hãi, chủ động hơn trong việc kiểm soát trái bóng và chủ động tham gia vào trận đấu. Họ chưa quen và chưa tự tin về lối chơi mới. Rõ ràng U22 Việt Nam cần cải thiện từ bước một, không thể đòi hỏi vừa thực hiện lối chơi mới vừa chân chu ngay được. Huấn luyện viên Chuze chia sẻ như vậy. Huấn luyện viên Park Hang-seo có động thái bất ngờ ngay giữa SEA Games 32. SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc trong ngày 5 tháng 5 với buổi lễ trang trọng được nước chủ nhà Campuchia đầu tư, dàn dựng công phu trong lần đầu tiên tổ chức. Sau 7 ngày tranh tài từ ngày 28 tháng 4, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được một huy chương vàng cờ ốc trong ngày 6 tháng 5, 3 huy chương đồng Jiu-Jitsu và tạm xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Dù không còn dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự bóng đá nam SEA Games 32, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn luôn theo sát màn trình diễn của U22 Việt Nam nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung. Giữa lúc SEA Games 32 đang tranh tài hấp dẫn, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có động thái rất đáng chú ý liên quan đến kế hoạch tại Việt Nam. Theo đó, dự án mở học viện bóng đá trẻ của chiến lược gia người Hàn Quốc vừa có bước tiến mới. Cụ thể, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ủy quyền cho người con trai Park Sung-chan đứng ra xây dựng học viện bóng đá đào tạo trẻ mang tên mình tại Hà Nội. Hiện tại, con trai của huấn luyện viên Park đã từ Hàn Quốc sang Việt Nam để từng bước hoàn thiện dự án này. Trên trang cá nhân, anh Park Sung-chan bày tỏ mong muốn của huấn luyện viên Park Hang-seo: "Tôi dự định sẽ thuyết phục bạn bè của tôi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam." Huấn luyện viên bóng đá là một công việc đầy khó khăn vì nếu thành tích không tốt thì sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, cha tôi, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng yêu Việt Nam hơn bất cứ ai và bóng đá trẻ quan trọng hơn là triển vọng để phát triển bóng đá. Tôi đã cố gắng tạo ra một không gian thể thao mà bất cứ ai cũng có thể tận hưởng ở Việt Nam và giấc mơ đó sẽ sớm trở thành hiện thực. Bắt đầu với điều này, tôi sẽ làm theo ý muốn của cha tôi ở Việt Nam và hy vọng những bạn nhỏ đó sẽ trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo mới đây cũng đã được nhắc tới tại SEA Games 32 sau trận thắng lịch sử 3-0 trước U22 Philippines. Huấn luyện viên Park Shun-tae của U22 Đông Timor cho biết: "Tôi đến Đông Nam Á sau ông Park Hang-seo nên phần nào trong tôi cũng muốn gặt hái thành công như ông ấy. Tôi muốn giúp bóng đá Đông Timor phát triển, các đội tuyển của họ tiến bộ hơn. Chúng tôi đã giành được một chiến thắng tuyệt vời trước Philippines. Tôi luôn coi ông Park như là nguồn cảm hứng của mình." Chờ gà son Tuyết Dung lên tiếng trong trận đấu quan trọng với Myanmar. Tiền vệ Tuyết Dung là cầu thủ quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu thứ hai vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 32 với Myanmar vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 5 trên sân vận động Army. Mỗi lần hai đội chạm trán, Myanmar luôn dè chừng Tuyết Dung bởi những pha bứt tốc bên cánh trái cùng những đường chuyền lật cánh chuẩn xác của tiền vệ tài hoa này. Ở bán kết SEA Games 31 năm 2022, gà son Tuyết Dung có đường chuyền đẹp giúp Huỳnh Như đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa Việt Nam vào trận chung kết và sau đó đoạt chức vô địch. Cũng trong năm 2022, ở giải vô địch bóng đá nữ châu Á, Tuyết Dung đã ghi bàn đẹp mắt từ pha đá phạt góc trực tiếp giúp Việt Nam hòa Myanmar 2-2 để giành quyền vào tứ kết. Bàn thắng vào lưới Myanmar của Tuyết Dung được truyền thông thế giới ca ngợi bởi ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia không có nhiều cầu thủ ghi bàn từ tình huống đá phạt góc trực tiếp. Biết rõ tầm quan trọng của Tuyết Dung nên huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giữ chân cô, không tung học trò giỏi vào sân ở trận đấu gặp Malaysia lượt đấu tại SEA Games 32. Ông muốn Tuyết Dung có thể lực tốt nhất để chiến đấu với Myanmar. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đang hưng phấn sau chiến thắng trước Philippines nên họ sẽ rất khó lường. Vì thế chúng ta cần những con át chủ bài như Tuyết Dung để có thể giải quyết trận đấu từ những tình huống cố định. Myanmar rất quyết tâm, họ là đội bóng trẻ giàu thể lực nên chúng ta phải chơi thật chắc chắn và tận dụng tốt các cơ hội mới có thể giành chiến thắng được. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ trước trận đấu quan trọng này. Văn Khang, Quốc Việt, ngòi nổ đáng gờm của U22 Việt Nam. Dù vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng Văn Khang và Quốc Việt đã in dấu giày vào hai bàn của U22 Việt Nam từ đầu giải. Trong cả hai trận đấu của U22 Việt Nam ở SEA Games 32, huấn luyện viên Philippe Chuze sử dụng bộ ba tấn công là Văn Tùng, Thanh Nhàn, Văn Đô trong đội hình xuất phát.
Việc lặp lại một bộ khung tiền đạo ở hai trận đấu cho thấy với huấn luyện viên Chuze, đây đang là hàng công ưng ý và phù hợp nhất với ý đồ chiến thuật của ông. Văn Tùng là mẫu trung phong hiện đại với khả năng dứt điểm toàn diện, chạy chỗ khôn ngoan. Dưới thời của huấn luyện viên Chuze, Văn Tùng không thuần bám vào vòng cấm mà di chuyển rộng để đóng góp vào lối chơi. Thanh Nhàn có nguồn năng lượng dồi dào để hoạt động rộng và kết nối lối chơi, còn Văn Đô khéo léo và xử lý nhanh trong không gian hẹp. Tuy nhiên, điểm sáng hàng công của U22 Việt Nam trong hai trận đấu còn thuộc về những quân bài dự bị ông Chuze tin dùng, đó là Quốc Việt và Văn Khang. Cả hai mũi nhọn tấn công đô lên từ đội U20 Việt Nam đều huấn luyện viên Chuze sử dụng với số phút dè dặt tại Doha Cup 2023. Đến SEA Games 32, Quốc Việt và Văn Khang tiếp tục sắm vai trò dự bị. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là hai cầu thủ này không đủ năng lực hay đẳng cấp không bằng những cầu thủ được bố trí đá chính. Huấn luyện viên Chuze kết hợp trò trên băng ghế dự bị bởi đơn giản năng lực của những cầu thủ này phù hợp hơn sau khi vào sân trong hiệp 2 khi đối thủ đã xuống sức. Lại thế phải đề cao đội hình tấn công. Nếu Thanh Nhàn, Văn Tùng có khả năng đấu tay đôi để phục vụ lối chơi trực diện và đốt sức đối thủ, Quốc Việt và Văn Khang lại thủ mẫu săn khoảng trống để tự tạo ra ưu thế cho bản thân. Những tiền đạo di chuyển thông minh như vậy luôn phù hợp với một thế trận phản công, rình rập, chờ đợi sai lầm của đối thủ để giáng đòn trừng phạt. Tùy theo mỗi giai đoạn và diễn biến cụ thể của trận đấu, U22 Việt Nam lại có những kiểu chiến thuật khác nhau để đạt mục đích. Trong hai trận đấu gặp U22 Lào và U22 Singapore, huấn luyện viên Chuze đã tung ra những quân bài tẩy vào sân khi U22 Việt Nam có lợi thế dẫn bàn, do đó cần những cầu thủ mũi kim sẵn sàng đâm vào những khoảng hở của đối thủ khi dâng đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ. Trong trận giao quân với U22 Lào, Văn Khang đã đứng ở vị trí khôn ngoan ở sát bên trái, chờ đường chuyền phản công của đồng đội rồi bứt lên phía trước khi Kiến Tạo dọn cỗ cho Quốc Việt ghi bàn. Đến trận đấu gặp U22 Singapore, Văn Khang lại chuyển sang bên phải, thoát sút đáy vòng cấm rồi căng ngang khiến đối thủ lúng túng đá phản lấy nhà. Trong khi đó, Quốc Việt ở trận đấu đầu tiên đá tiền đạo mũi nhọn, còn đến trận đấu thứ hai lại chơi như một hộ công sau lưng tiền đạo cắm Văn Tùng. Chân sút của Hoàng Anh Gia Lai tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng đồng đội đã bỏ lỡ. Chính Quốc Việt cũng đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm cận thành dội cột dọc rồi đã loại bỏ sự theo kèm của đối thủ. Quan trọng hơn, dù U22 Việt Nam chưa thi đấu đạt yêu cầu, nhưng những cầu thủ của ông Chuze tin tưởng trên hàng công đều cho thấy sức ảnh hưởng. Văn Tùng ghi hai bàn đều là bàn mở tỷ số sau hai trận đấu. Văn Đô và Thanh Nhàn cũng có một kiến tạo, hay Văn Khang và Quốc Việt cũng đã in dấu giày vào bàn thắng. Điều đó cho thấy dù đá chính hay dự bị, các cầu thủ đều ý thức vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có những cầu thủ giàu sáng tạo và giỏi tạo đột biến như Văn Khang, Quốc Việt hay có thể là Văn Trường. Huấn luyện viên Chuze có đủ nhiều bài vở để gây bất ngờ cho U22 Malaysia hay U22 Thái Lan ở những trận đấu cuối. Thành công ở hai kỳ SEA Games trước đây cho thấy U22 Việt Nam thường vượt qua những trận đấu căng thẳng bằng những bất ngờ ở mảng mình chiến thuật và con người. Ở chung kết SEA Games 30, Văn Hậu vụt sáng thành người hùng với hai tình huống không chiến thành công để mang về chiến thắng. Đến chung kết SEA Games 31, Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu tung lưới Thái Lan, dù trước đó chủ công đội tuyển là Tiến Linh. Không cầu thủ nào toàn diện cả, ai cũng có ưu nhược điểm, nhưng huấn luyện viên phải đặt cầu thủ vào đúng vị trí để đạt hiệu quả cao. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đánh giá như vậy, lắp ghép cầu thủ sao cho phù hợp với tổng thể, toan tính nhiều kiểu chơi phụ thuộc và con người hiện có. Tài năng của phù thủy trắng Chuze sẽ được thể hiện ở những chi tiết như vậy. Các thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!